Xin kính chào quý vị và các bạn. Miền Bắc ngày mai duy trì trạng thái rét khô, trong khi miền Trung vẫn tiếp tục mưa lớn. Đêm nay đến ngày mai, vùng mưa to vẫn tập trung ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Dự báo lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 50mm và có những điểm trên 70mm. Từ đêm mai đến ngày 6 tháng 12, thì vùng mưa sẽ mở rộng ra cả khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa do có thêm không khí lạnh tăng cường xuống. Tổng lượng mưa dự kiến lên tới 100 đến 200mm và có điểm trên 200mm. Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ về sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Ngoài ra, lũ một số sông đang lên. Hiện lũ trên sông Hoài tại Quảng Nam đã bắt đầu gây ngập trên một số tuyến đường ở Hội An. Lũ sẽ tiếp tục lên trong 2 ngày tới. Tại hạ lưu, các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi dự báo sẽ lên từ mức báo động 1 đến báo động 2 và có sông trên mức báo động 2. Các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa dự báo là sẽ quanh mức báo động 1. Ở Bắc Bộ ngày mai vẫn sẽ tạnh ráo, trời nhiều mây và rét cả ngày. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ trong khoảng là từ 16 cho đến 20 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, lốc xoáy. Riêng phía Tây, gió có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai.